Hello everyone. Mến chào tất cả các bạn và cả nhà thân yêu đã trở lại với channel của mình. Thứ bảy cuối tuần, mình, anh xã mình và con trai út mình chạy tuốt qua bên nhà con dâu mình để thưởng thức món ngon. Là món bê thui và bê non nướng barbecue. Ui, còn nó hỏi này cả nhà. Nóng hổi luôn, còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè, còn làm xong có đất muối nữa nè, nè còn máu tươi luôn nè. Hôm nay gia đình mình đi làm về được thưởng thức món ngon, coi như là ngày lễ lao động cả nhà. Món bê non nướng barbecue và bê thui, con dâu mình phải chạy đi mua từ lúc 6 giờ sáng đó cả nhà. Đến nơi sắp hàng gần 1 tiếng đồng hồ mới được vào mua. Ở đây là lò làm bê nhỏ nhỏ nên mới có sửng bê thui ngon hấp dẫn như vậy nè. Gia đình mình vừa thưởng thức món ngon, vừa thưởng thức ca nhạc nữa nha cả nhà. Đúng rồi, cái thịt ca nhạc ngon á. Trên thớt là cục thịt bê non nướng vừa chín tới thôi. Như vậy là ăn ngọt liệm luôn đó cả nhà. Bỏ nướng. Bỏ nướng nè. Cái này là vừa chín tới nè. Đi tới chỗ mua. Cái này có rắc muối vô nữa nè cái già. Đó. Không rắc già, không rắc già. Không rắc già. Cái này rắc muối vô rắc già. Nó có bán cái miếng vàng ở luôn á, vàng nó làm để mình ăn. Cái này là bê thui, con bê nhỏ chứ không phải con dê nha, con bê nhỏ đó. Đó mua bê thui, con này là bò barbecue, con này là ruột. Dưa hấu ngon quá nè cả nhà. Dưa hấu là đúng mùa, ngọt. Trời ơi, nó ngọt ngay luôn á. Bê thui, cái này là bê thui nè. Bê thui lâu quá. Đây, bê thui nhà là rất là dễ ăn luôn á. Không có thiếu chua đâu. Chua tại vì đâu có... Rất là ngon luôn á, mình ăn mình ăn tới đâu mình trộn tới đâu. Hôm bữa có một phao con cũng trộn hai trái chanh. Còn này á, thầy đúng thịt nè. Bữa nay cũng... lòng bò. Lòng bò. Mềm, ngon, hấp dẫn luôn. Thì đây. Đó, mời cả nhà cũng thích. Rắc muối cho con giáp kìa. Dạ, cái này là... cái này là con này là... bò barbecue. Rắc muối. Nướng xong rắc chút xíu vô. Ngon hấp dẫn. Rắc muối, rắc muối. Dưa hấu ngon. Dưa hấu màu đẹp. Từ 7 đồng lên 2 đồng. Đồng mấy? Bò. Chưa 5 đồng. Bò nướng. 5 đồng, 4 đồng. Cái này vừa chín tới hả? Cái này là chưa chưa. Không mà đầu mùa nó hơi mắc chút. Cho nhảy à. Cái thanh rây bê thui rồi nè. Hồi năm rồi. Hiếm lắm nha, mới có bê thui ăn nha. Con bê non á, bê nhỏ đó. Bò nhỏ. Bò nè, tôi xeo đó. Tại ông tướng ông ăn khẩu vị con, ông quen, ông chê. Tôi mua ăn mấy chục bao. Không, cái loại này loại không bán gì đâu. Cái loại này loại ba. Không, cái loại này loại thanh cũng tốt á. Cuối tuần của ngày thứ bảy đó cả nhà. Ngày 1 tháng 5 lễ lao động. Mình cùng quay quần lại thưởng thức những món ngon nhà làm. Nói chung Tuấn con trai mình, dâu mình nấu nướng cũng ngon lắm cả nhà. Chỉ xui mình cũng vậy. Chỉ có mình là nấu dở. Tại vì hồi ở Việt Nam á không có vô bếp thường xuyên. Chỉ lo đi làm không thôi. Bây giờ thì cả nhà đương ăn và đương tán thời sự về vật giá leo thang cả nhà. Một hộp, hồi xưa 3 đồng mấy à. Chưa tới 4 đồng nữa mà bây giờ mua một hộp là 13 đồng. Bây giờ là 4 đồng, tính 1 đồng. Chúng tôi là người đó, gọi là lỗ xanh. Đó, phải cảm ơn chú Bảy, nhờ chú Bảy với 2 đồng lên 5 đồng. Bị nó cộng. Nếu nói về vật giá thì chắc là nói đến sáng luôn cả nhà ơi. Xe mình mỗi lần đổ một bình xăng chỉ có 30 mấy đồng thôi. Bây giờ đổ đầy bình là phải gần 80 đồng. Nếu nói về vật giá leo thang thì chắc mình tán thời sự tới sáng luôn đó cả nhà. Đường ăn uống ngon lành, nhắc tới lạm phát thì thấy buồn rồi.
Thôi mình xin được tạm dừng video ở đây nha cả nhà. Mến chúc tất cả các bạn và cả nhà thương yêu một ngày mới nhiều an lành, hạnh phúc và nhiều thành công mới nữa trong cuộc sống nha. Yêu thích video mình, cả nhà thân yêu, vui lòng tặng cho mình một like, một đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để sớm nhận được khi mình có video mới. Và đừng quên chia sẻ video mình đến với bạn bè và người thân nha cả nhà. Mến chào thân ái, hẹn gặp lại nhau những video.